em có thể chọn một người mà sau này em có thể tin tưởng mà. Hoặc là em chọn một sự rung động, mà trong cái sự rung động đó đó, biết đâu ngày mai đây, một tháng nữa, khoảng 2 tháng nữa, người ta nói là ngày hôm đó là em đã đến vì anh, nhưng mà anh đâu có chọn đâu, là em bắt anh chọn. Nhưng mà cái người 3 năm qua không ngại là từ Nhà Bè hay là quận Tân Bình, hay là đi lên đi xuống 20 mấy cây, 40 mấy cây một ngày, đi đến như một thằng khờ để năn nỉ cho ba mẹ mình, chỉ để cho em ngồi cười ở đó 5 phút thôi, đẩy em vào cái thế khó xử như vậy, người đó cũng không muốn đâu. Cái người mà không quan tâm là khi pháo bông xuống, họ trông cũng rất là ngớ ngẩn với một ca khúc mà đã tập đi tập lại nhiều lần trong lén lút. Cái gì đây? Con trai đi học mà gắn 8.000 cái kẹp là sao? Oh no! Mày đang giấu cái gì thế? Mày đang giấu cái gì thế, Vương Minh? Không sao đâu, ba tôi không nói gì đâu. Em nói đi, em nói không, không, đi. Chuyện này em mang cho bạn gái của em mà. Bạn gái của em là ai? Là bạn nào trong các bạn này? À dạ, đây còn một con gái nữa. À, sao cô nhìn em vậy cô? Cô không chắc cô phải hỏi, hiểu không? À, bạn đi. Dạ. Ok, lớp bóc kỷ luật không sao. Cô nhìn em mà cô không biết em giống đực hay giống cái hả? Em đừng hỏi Fanny thêm một câu nào nữa. Những gì em muốn nói em đã nói hết rồi. Những gì em cố gắng em làm hết rồi. Để chị xem nào. Hoa hồng, hoa sen, hoa sen trắng. Cái này là giả. Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa mẫu đơn. Cái này cũng giả. Đèn cũng là giả. Lụa, disco, mây. Mấy cái này là tốn một tiếng để mà mình set up, dàn dựng đó. Nhưng mà em có biết là lẽ ra chỗ này nên là một cái bàn nhậu không? Chỗ này á, là Fanny sẽ ngồi đây nè, với cái người mà cổ mới rung động đó. Người đó sẽ ngồi ở đây, và Fanny sẽ nói là cảm ơn anh, em đã làm trái tim của em sống lại và em hạnh phúc vì điều này. Trái tim đã chết và đã cảm thấy là nó đau đớn biết chừng nào khi mà em cứ phải bác bỏ những cái điều em thật sự mong muốn. Em sống trong một cái tình cảm như là cái mồ ở trong 4 bức tường đó. Và cuối cùng anh là cái người cho em ánh sáng, và em bước ra để em ngồi ở đây, em nói là em rất là muốn được đi về với anh có muốn về với em không? Và hai người nắm tay nhau đi về trong cái sự chúc phúc của tất cả bạn bè. Nhưng mà em xem nè, người ta sẽ nói em là kỳ đà cản mũi, người ta sẽ nói em là cố chấp, người ta nói em là đánh úp, người ta nói đây là những cái sự giả tạo của một chương trình đã được dàn dựng kịch bản sẵn. Nhưng mà em biết không Fanny, một cái người khờ khạo như vậy á mới là người thật sự yêu. Người ta có thể tấn công em bằng những đòn quyến rũ nhất, người ta có thể xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm nhất, với tất cả sự ngọt ngào và sự tinh tế mà em mong chờ. Nhưng mà cái cảnh giả một tiếng này đã xuất hiện trong đầu của Thịnh cả mấy năm qua từ khi em bỏ đi rồi. Nếu là chị cũng phân vân lắm chứ. Là cái nhẫn cưới hay là 5 cái nhẫn rất là đẹp ở trên tay chị nè, cái nào nó cũng là đầy ước mơ hết á. Cái này sẽ là rất là nhiều hoài bão mới mà chị có thể xây dựng. Còn cái này á là sự chờ đợi. Chị phải chọn cái nào đây? Nhưng mà cả hai cái đều là một mà. Em có thể chọn một người mà sau này em có thể tin tưởng mà. Hoặc là em chọn một sự rung động, mà trong cái sự rung động đó đó, biết đâu ngày mai đây, một tháng nữa, khoảng 2 tháng nữa, người ta nói là ngày hôm đó là em đã đến vì anh, nhưng mà anh đâu có chọn đâu, là em bắt anh chọn. Nhưng mà cái người 3 năm qua không ngại là từ Nhà Bè hay là quận Tân Bình, hay là đi lên đi xuống 20 mấy cây, 40 mấy cây một ngày, đi đến như một thằng khờ để năn nỉ cho ba mẹ mình, chỉ để cho em ngồi cười ở đó 5 phút thôi, đẩy em vào cái thế khó xử như vậy, người đó cũng không muốn đâu. Cái người mà không quan tâm là khi pháo bông xuống, họ trông cũng rất là ngớ ngẩn với một ca khúc mà đã tập đi tập lại nhiều lần trong lén lút, sẽ làm em khó xử lắm đúng không? Nếu là chị cũng không biết làm sao nữa. Chị đã có một kế hoạch, và người đó tới, một người rất cũ tới và nói rằng chị bỏ hết kế hoạch của chị đi, vì giây phút này là giây phút quan trọng nhất. Và đúng thật, nến này có thể là giả, nhưng mà cái giây phút này nè, trái tim em là thật. Em biết cái gì là thật, cái gì là ngắn, cái gì là dài, cái gì là nên và không nên. Giống như hình xăm trên ngực của em vậy đó. Nó là music, nó là âm nhạc, nó có gốc rễ.
Vậy thì cái gì đi từ gốc và cái gì đi từ ngọn? Cái gì là hoa rụng vài ngày và cái gì là đất? Bây giờ sẽ là lúc em quyết định. Xin lỗi vì chị đã nhiều lời, nhưng mà em sẽ ở lại để bày một cái bàn nhậu và nói cho cái người mà em choáng ngợp vì sự tử tế của họ rằng em đã rất thích họ trong thời gian vừa qua. Nó minh chứng được cho sự bồn chồn của Vũ Thịnh từ đầu đến giờ. Anh ta không cười nổi nữa. Em sẽ chọn một người khiến em cười trong chốc lát, hay là người sẽ lau nước mắt cho em hết đời này. Mời. Em đồng ý. Em đồng ý. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời anh khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay. Tìm cầu cứ xoay tròn phân ly, ngày ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Nơi lòng có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, là ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ. Trời đất ơi, rồi cái bên kia là cái gì? Cái này là cái cột tóc. Rồi bên này có dấu gì không? Dạ không. Cái gì đây? Con trai đi học mà gắn 8.000 cái kẹp là sao? Oh no. Mày đang giấu cái gì thế? Mày đang giấu cái gì thế Vương Minh? Cái son môi nữa. Và cột tóc con gái. Trời ơi, cái bạn này kỳ quá. Em khai ra mau. Thật ra dạ, em nói không là... sao đâu. Thời này đó là cởi mở về giới tính. Em cứ nói thẳng, tôi là cái người rất là tôn trọng bản dạng giới. Không sao đâu, ba tôi không nói gì đâu. Em nói đi, em nói thật. Không, cái này em mang cho bạn gái của em mà. Bạn gái của em là ai? Là bạn nào trong các bạn này? À dạ, đây còn một con gái thôi ạ. Sao cô nhìn em vậy cô? Cô không chắc, cô phải hỏi, hiểu không? À, bạn đi. Dạ. Ok, lớp bóc kỷ luật không sao. Cô nhìn em mà cô không biết em giống đực hay giống cái hả? Oh no. Oh no. Em như đồ khủng. Nhưng mà mấy đứa trẻ ngỗ ngược này là nghiệp của mình. Mình phải gánh, em hiểu không? Nó là chị cô, nó đâu nói gì trong lớp mà nó làm gì cô. Đó rồi, nó chơi mà cô. Các em à. Dạ. Các em cứ thế này mới muốn có bầu thì sao? Ủa, không được đấy mà. Không được. Ôi mà tại sao lại để anh Thịnh tả Thanh Nhi ha? Vũ Thịnh ơi, em lên em đọc cái bài này cho cô biết đi. Ủa, thật rồi. Trong các loại người yêu nhất là Thanh Nhi. Trong các cô Đào, cô Loan, cô Thúy, em thích nhất là... Trong số các người yêu hiện tại. Không có nói leo này, đặng trần nhậm nghe bạn đọc một bài văn mẫu nè. Đọc đi bạn. Xin giới thiệu với cả lớp. Bạn gái mình tên là Fanny. Fanny tên thật là Trần Y Phụng, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ và hai anh trai. Bạn ấy rất đáng yêu, dễ thương và cười rất đẹp. Mở ngoặc chỉ những lúc bạn ấy vui, đóng ngoặc. Em rất thích bạn, mong bạn lúc nào cũng vui, để bạn không đánh em, chấm hết bạn. Oh no. Wow, rất là tình cảm. Cảm động ghê luôn á bạn, tôi cũng khóc luôn á. Giấy nè bà. Ồ, tôi biết. Thôi bà lau áo tôi nha, cờ bạc nè. Trong tất cả những người bạn trai em thích nhất, đó chính là Vũ Thịnh. Người gì đâu có chán hay hay. À, nhưng mà em hơi đau họng á, không mấy là cho bạn Thịnh đọc giúp em được không ạ? Thịnh là người yêu thích nhất sau anh Dũng. Sau anh Dũng. Thịnh ơi, em có thể giúp bạn đọc được không? Mày đọc giúp mình đi. Ngoài Dũng ra thì Thịnh là người mà em thích nhất. Đấy bà này hư quá cô. Nhưng mà em chưa bao giờ nói cho anh Hùng biết. Nhưng mà Dũng là ai vậy? Ai biết. Ôi trời. Mấy bạn tập trung nghe bài tập làm nhân của mình được không? Lớp mình có nuôi một bạn lớp trưởng. Bạn đó tên là Vũ Thịnh.
Bạn Thịnh là một bạn lớp trưởng vô tri nhất mà em từng gặp. Oh no. Vô tri hơn anh Hùng. Vô tri hơn anh Hùng. Thịnh có một chiếc tráng siêu cao khổng lồ. À. Có thể đáp được vài chiếc máy bay ở trên ấy. Được luôn. Hợp lý. Trường ngoài ra, bạn Thịnh là một bạn rất cuồng em. Bạn lúc nào cũng đi tò tò theo em. Cái lè lưới không? Và chăm sóc em rất nhiều. Tuy thế, bạn Thịnh vẫn luôn mẫu mực làm gương cho các bạn trong lớp. Loi à nhận noi theo. Loi cái gì mà loi? Tóm lại với tất cả những điều. Tóm lại. Tóm lại với tất cả những điều trên thì em rất yêu quý bạn ấy. Không, không có chữ quý nha bạn. Rất yêu bạn ấy. Bạn Thịnh là một bạn rất cuồng em. Bạn lúc nào cũng đi tò tò theo em và chăm sóc em rất nhiều. Em rất yêu quý bạn ấy. Rồi. Mong bạn sẽ luôn yêu thương và chăm lo cho em mãi như thế. Như thế.